Chiều qua tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Vô Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng. Nhiệm kỳ qua, phong trào Vô Việt Nam Đồng Nai đã có sự phát triển mạnh mẽ tại các huyện, thành phố và các câu lạc bộ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Liên đoàn Vô Việt Nam Đồng Nai hiện có 79 câu lạc bộ với 21 võ sư cao đẳng và 150 huấn luyện viên, hướng dẫn viên trung đẳng và trên 3,5 ngàn võ sinh tham gia. Trong những năm qua, Vô Việt Nam Đồng Nai đã giành được nhiều thành tích cao tại các giải đấu quốc tế, khu vực cũng như cấp quốc gia. Nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Vô Việt Nam Đồng Nai xác định mục tiêu phát triển Vô Việt Nam rộng khắp trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các trường học, lực lượng vũ trang. 100% huyện, thành phố trong tỉnh thành lập hội Vô Việt Nam, tổ chức các kỳ thi sơ đẳng, trung đẳng có chất lượng tốt, phối hợp tổ chức các giải Vô Việt Nam khu vực, quốc gia. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Vô Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa 2 gồm 21 người, trong đó có 7 ủy viên Ban Thường vụ. Đại tá Võ sư Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Vô Việt Nam Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.